Bạn con giáp may mắn, 5 ngày sắp tới, làm gì cũng có quý nhân tương trợ. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, trong cuộc sống, ai cũng mong muốn mình sẽ gặp được nhiều điều tốt đẹp và tìm được cơ hội để thay đổi cuộc đời. Tuy nhiên, tử vi học còn nói, trời sinh mỗi người một số mệnh, con người thường đến một giai đoạn nào đó thì mới được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Vì vậy, đối với những người chưa gặp được may mắn, chỉ cần tâm vững, mang trong mình một tinh thần lạc quan, yêu đời, thì tương lai tươi sáng vẫn đang chờ đợi bạn ở phía trước. Xem tử vi 12 con giáp, các nhà tử vi học cho thấy, trong năm Tân Sửu 2021 này, có nhiều con giáp phải đối mặt với sóng gió, thử thách. Bên cạnh đó, cũng có những con giáp được nhiều may mắn, đặc biệt là những con giáp được nhắc đến trong chương trình ngày hôm nay. Những con giáp này sẽ nhận được lộc trời ban, làm gì cũng thuận lợi, vạn sự như ý, giàu có hơn người, tiền tiêu ba đời không hết vào dịp 5 ngày sắp tới. Vậy đó là những con giáp nào họ sẽ nhận được may mắn gì trong thời điểm 5 ngày này? Mời quý vị và các bạn hãy cùng kênh Phong Thủy Gia Cát tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Ngoài ra, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Bên cạnh đó, trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mã âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình. Là tuổi Mão. Chúc mừng tuổi Mão là con giáp may mắn trong 5 ngày tới đây. Mệnh chủ tuổi Mão là con giáp may mắn bởi trong thời gian sắp tới, mệnh chủ sẽ có một khoảng trời riêng, yên bình, mọi thứ đều mức độ hài hòa, không có điều gì quá lo ngại. Công việc trong 5 ngày này diễn ra khá trôi chảy, hầu như không gặp phải trở lực nào lớn. Đôi khi rắc rối vẫn xảy ra. Tuy nhiên, nhờ vận quý nhân vượng, có cấp trên chỉ bảo, cộng thêm năng lượng bản thân vững, mệnh chủ tuổi Mão sẽ nhanh chóng tháo gỡ và tìm ra hướng đi riêng cho mình. Bên cạnh đó, trong thời gian này có một số mệnh chủ sẽ phải dịch chuyển khá nhiều. Song bản mệnh càng xông xáo, càng chủ động trong công việc lại càng dễ gặt hái thành công. Bản mệnh còn có thể được người đi trước chỉ ra cho những hướng đi mới phù hợp và giúp định hướng tương lai. Tử vi còn cho thấy tài vận trong thời gian của bản mệnh sẽ có nhiều khởi sắc đáng kể, đặc biệt là vào thời điểm cuối tuần. Thiên tài, chính tài giúp mệnh chủ tuổi Mão gặp được nhiều thời cơ, cơ hội làm ăn, giúp vận trình vươn lên nhanh chóng. Khi cơ hội xuất hiện trước mắt, bản mệnh không nên chần chừ, do dự quá lâu, mà cần phải nắm bắt ngay, bản mệnh sẽ đạt được những thành tích khiến cho nhiều người ngưỡng mộ. Thầy Gia Cát còn khuyên gia chủ tuổi Mão nếu muốn có một tâm lý vững vàng, đầu óc tỉnh táo, minh mẫn, có thể phát triển vượt trội trong thời gian này thì nên mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ khi giải quyết mọi vấn đề. Công việc vì thế cũng được hành thông, thu hút tài lộc và sự may mắn. Đặc biệt, ở pháp khí còn hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, tăng cường cát khí và mang lại bình an cho bản mệnh trong thời gian sắp tới. Không như vậy, vật phẩm còn được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú, xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ tuổi Mão, để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Và ngay sau đây sẽ là cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Mão. Tử vi tuổi Quý Mão sinh năm 1963,
Trong thời gian này, tuổi Quý Mão sẽ đón nhiều dấu hiệu chuyển biến tích cực về phương diện công việc, sự nghiệp. Quý nhân của bản mệnh gồm có tuổi Mùi, tuổi Dậu. Bên cạnh đó còn có tiểu nhân là tuổi Ngọ và tuổi Thìn. Màu sắc may mắn là vàng và hồng. Tiếp theo là tử vi tuổi Ân Mão sinh năm 1975. Năm ngày sắp tới, tuổi Ân Mão mưu sự dễ thành, thích hợp để mạnh dạn thực hiện các việc đại sự. Quý nhân của bản mệnh gồm có tuổi Mão và tuổi Ngọ. Bên cạnh đó còn có tiểu nhân là tuổi Dậu và tuổi Dần. Màu sắc may mắn là vàng và hồng. Tử vi của tuổi Đinh Mão sinh năm 1987. Trong thời điểm tới, tình cảm vợ chồng của mệnh chủ tuổi Đinh Mão vô cùng hài hòa. Người độc thân vượng vận đào hoa. Quý nhân của bản mệnh gồm có tuổi Mão và tuổi Ngọ. Bên cạnh đó còn có tiểu nhân là tuổi Dậu và tuổi Dần. Màu sắc may mắn là cam và đỏ. Cuối cùng là tử vi tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999. Mệnh chủ trong thời gian này kém may mắn hơn so với các tuổi khác. Bởi mệnh chủ năm ngày sắp tới nên tìm cách giải tỏa áp lực, tìm thêm niềm vui trong cuộc sống. Quý nhân của bản mệnh gồm có tuổi Hợi và tuổi Mùi. Bên cạnh đó còn có tiểu nhân, đó là tuổi Tý và tuổi Thân. Màu sắc may mắn là nâu và hồng. Thứ hai là tuổi Thìn. Tử vi có cho thấy mệnh chủ tuổi Thìn sẽ có một khoảng thời gian đầy hứa hẹn khi được các tinh trở mệnh. Công việc cũng như vấn đề tình cảm của bản mệnh trong năm ngày sắp tới đều hết sức suôn sẻ. Vì thế nếu có chuyện gì phát sinh thì cũng cứ bình tĩnh, rồi bản mệnh sẽ tìm ra phương pháp. Quan trọng nhất vẫn là bản mệnh phải tin tưởng hoàn toàn vào những gì mình đã lựa chọn. Thời gian này, nhân duyên của bản mệnh cũng khá tốt. Các mối quan hệ của mệnh chủ tuổi Thìn phát triển một cách hài hòa. Các mệnh chủ khởi nghiệp làm ăn và kinh doanh có thể tìm được người đồng chí hướng, giúp công việc phát triển cố định, giúp công việc phát triển có định hướng hơn. Thời gian đầu cũng là thời điểm kiếm tiền của tuổi Thìn do được chính tài và thực thần che chở, gạt bớt những khó khăn, từ đó giúp tiền đổ về túi nhanh chóng. Tuy nhiên, dù tiền có vào như nước thì bản mệnh cũng cần kiểm soát thu chi thường xuyên, đừng tùy tiện mua sắm theo ý mình. Ngoài ra, trong thời gian này, tình cảm gia đình của mệnh chủ khá hòa thuận. Vợ chồng con cái tìm được tiếng nói chung. Các cặp đôi dù mới yêu hay đã gắn bó một thời gian dài đều hài lòng với mối quan hệ hiện tại. Cả hai cùng động viên nhau phấn đấu trong công việc, sự nghiệp để xây dựng nền tảng tài chính vững chắc, gìn giữ cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Đặc biệt, để mọi việc được phát triển một cách hanh thông, thuận lợi, bản mệnh hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, Thân, Tý, Thìn. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp mệnh chủ đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân. Từ đó giúp mệnh chủ xua đuổi những hung tinh, tà ma và những kẻ tiểu nhân ganh ghét luôn rình rập ở xung quanh. Vòng còn giúp bản mệnh hóa giải những thị phi, mâu thuẫn, tăng cường các mối quan hệ. Đồng thời, vật phẩm sẽ giúp tuổi Thìn tăng may mắn, chiêu tài lộc, cát lành. Đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong thời gian sắp tới. Không những vậy, vật phẩm còn được thầy gia cát trực tiếp khai quang, trì chú, xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ tuổi Thìn, để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Bên cạnh đó, bước sang thời điểm này, mỗi con giáp mang là số tử vi khác nhau, là một vận số khác nhau, cụ thể như sau. Tử vi tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964, trong năm ngày sắp tới, bản mệnh làm gì cũng nên dựa vào sự nỗ lực của bản thân là chính. Quý nhân của bản mệnh gồm có tuổi Dần, tuổi Mùi. Bên cạnh đó còn có tiểu nhân là tuổi Hợi và tuổi Mùi. Màu sắc may mắn là tím và đen. Tiếp theo, tử vi tuổi Bính Thìn sinh năm 1976. Thời gian này, tài lộc của mệnh chủ ổn định, thu nhập chủ yếu đến từ công việc chính. Quý nhân giúp bản mệnh có những tuổi Dậu và tuổi Hợi. Bên cạnh đó còn có tiểu nhân là tuổi Tý, tuổi Mùi. Màu sắc may mắn là vàng và hồng. Cuối cùng, tử vi của tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988. Thời điểm sắp tới, nhân duyên của mệnh chủ khá vượng, mối quan hệ đôi lứa hài hòa, êm ấm. Quý nhân của bản mệnh gồm có tuổi Mão và tuổi Ngọ.
Bên cạnh đó còn có tiểu nhân là tuổi Mùi và tuổi Thân. Màu sắc may mắn là nâu và vàng. Thứ ba, tuổi Thân. Thân là con giáp may mắn thứ ba được các tinh hộ mệnh, vận trình thăng hoa rực rỡ trong thời điểm này. Tử vi năm 2021 cho thấy do được các tinh chủ về thăng quan, tiến chức, phát tài, phát lộc, cho nên mệnh chủ tuổi Thân được dự báo là sẽ có cơ hội ghi được dấu ấn của mình trong công việc. Có mệnh chủ còn được thăng chức trong thời gian 5 ngày sắp tới. Công việc của mệnh chủ có dấu hiệu khởi sắc vào thời điểm đầu. Chỉ cần tập trung, bản mệnh làm nhiệm vụ của mình, không ngại khó khăn, vất vả, thì ắt gặt hái được thành quả xứng đáng, được cấp trên đánh giá cao và đồng nghiệp khâm phục. Tài chính nhờ đó cũng được khai thông, tốt hơn giai đoạn trước rất nhiều. Cả chính tài và thiên tài đều tới, việc chính, việc phụ mang tới thu nhập dồi dào, có số đầu tư buôn bán sinh lời. Bản mệnh nên chuyên tâm vào đường cầu tài thì sẽ đại lộc phú quý, đếm tiền mỏi tay. Bên cạnh đó, vận trình tình cảm thời gian này sẽ có nhiều khởi sắc. Nếu bản mệnh đang muốn bắt đầu mối quan hệ thì đây cũng là cơ hội tuyệt vời để xích lại gần hơn với người ấy, tạo sự như phút lãng mạn, tình cảm. Với những mệnh chủ đã lập gia đình, thời gian này mệnh chủ nếu trân trọng mối quan hệ hiện tại và luôn dành cho người ấy sự quan tâm đặc biệt. Mối quan hệ vợ chồng của hai người sẽ rất đáng ngưỡng mộ, đặc biệt để kích hoạt vận khí cát lành, thúc đẩy công việc hanh thông, sự nghiệp tiến triển. Thầy gia cát khuyên mệnh chủ tuổi Thân hãy sử dụng pháp khí phong thủy nhà Phật, bát bảo, tâm kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh và vận hạn luôn rình rập ở xung quanh, từ đó sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn, chiêu tài lộc cho bản mệnh. Đồng thời, khi mang pháp khí bên mình sẽ như một tấm bùa hộ thân, bảo vệ và tương trợ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong năm Tân Sửu. Đặc biệt, vật phẩm đã được thầy gia cát trực tiếp khai quang, trì chú, xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho các mệnh chủ tuổi Thân. Ngay sau đây sẽ là cẩm nang vượng vận của từng tuổi Thân trong thời điểm 5 ngày sắp tới. Tử vi tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968. Trong thời điểm này, mọi thứ của bản mệnh vô cùng khởi sắc. Tuy nhiên, tâm tính của mệnh chủ biến động, buồn vui thất thường sẽ rơi vào trạng thái đa sầu, đa cảm. Quý nhân của bản mệnh gồm có tuổi Thìn và tuổi Mùi. Bên cạnh đó còn có tiểu nhân, đó là tuổi Sửu. Màu sắc may mắn là hồng và vàng. Thứ hai, tử vi của tuổi Canh Thân, sinh năm 1980. Năm ngày sắp tới, tuy công việc, sự nghiệp, tài lộc đều ổn định, nhưng chuyện tình cảm liên tục xảy ra xung đột, cãi vã, tranh giọng. Quý nhân của bản mệnh gồm có tuổi Thìn và tuổi Mùi. Bên cạnh đó còn có tiểu nhân là tuổi Sửu, màu sắc may mắn là hồng và vàng. Thứ hai, tử vi tuổi Canh Thân, sinh năm 1980. Năm ngày sắp tới, tuy công việc, sự nghiệp, tài lộc đều ổn định, nhưng chuyện tình cảm liên tục xảy ra xung đột, cãi vã, gia đạo bất ổn. Quý nhân của bản mệnh gồm có tuổi Tỵ và tuổi Mùi. Bên cạnh đó còn có tiểu nhân, đó là tuổi Sửu và tuổi Ngọ. Màu sắc may mắn là đen và đỏ. Cuối cùng là tử vi của tuổi Nhâm Thân, sinh năm 1992. Thời điểm này bản mệnh cần chú trọng việc dưỡng sinh tinh thần, giải tỏa áp lực. Quý nhân của bản mệnh gồm có tuổi Hợi và tuổi Ngọ. Bên cạnh đó có tiểu nhân là tuổi Mùi và tuổi Tý. Màu sắc may mắn là đen và vàng. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Cảm ơn quý vị đã quan tâm, theo dõi chương trình. Mọi người đừng quên like, đăng ký, nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video và thông tin mới nhất nào của chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.